Xin chào anh em và chúng mình anh em đã quay trở lại với Tám bóng đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn soi kèo trận đấu giữa Hertha Berlin và Freiburg. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng đấu thứ 9 của Bundesliga vào lúc 22 giờ 30 ngày chủ nhật mùng 9 tháng 10 trên sân vận động Olympic của Hertha Berlin. Trong những lần đối đầu trước đây, Freiburg là đội có ưu thế vượt trội về thành tích đối đầu. Cụ thể, trong 5 lần chạm mặt gần nhất, Freiburg đã thắng tới 4 và chỉ một lần chịu thua. Đáng chú ý, cả 5 trận đấu gần đây nhất của Freiburg và Hertha Berlin đều kết thúc với kết quả nổ tài trong trận đấu mới đây nhất, Freiburg đã giành chiến thắng 3-0 ngay tại sân nhà của mình. Trái ngược với người hàng xóm Union Berlin đang có phong độ bay cao, Hertha Berlin hiện đang là đội có chuỗi thành tích không được nhì ý. Cụ thể sau 8 trận đã đấu, đội bóng thủ đô chỉ giành được duy nhất một chiến thắng, còn lại là 4 trận hòa và 3 trận thua. 7 điểm có được đẩy Hertha Berlin xuống vị trí thứ 14, chỉ cách xuất đá playoff trụ hạng của Stuttgart có 2 điểm mà thôi. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, tình hình có vẻ khả quan hơn khi Hertha đã thắng được thêm 2 trận và hòa 3, bất bại trong cả 5 trận đấu đó, trong đó có một trận hòa một đều trước Hoffenheim trên sân nhà. Cả hàng công và hàng thủ của đội bóng này đều ở mức chấp nhận được. Hàng công của Hertha nổ súng 8 lần còn hàng thủ để lọt lưới 10 trái. Với phong độ đang đi lên như vậy, Hertha Berlin đã thắng tổng cộng cả 5 kèo gần đây nhất và trong 5 trận đấu đó có 2 kèo nổ tài và 3 kèo nổ xỉu. Trái ngược với vị trí nguy hiểm của Hertha là chuỗi phong độ bay cao của Freiburg, đội chủ sân Europark hiện đang có chuỗi bất bại 5 trận liên tiếp tính trên mọi mặt trận. Cụ thể trong 5 trận đấu này, đội nhi bảng Bundesliga đã có 3 chiến thắng và hai trận hòa trong đó gần nhất là chiến thắng 2-0 trước Nantes tại châu Âu. Còn ở Bundesliga, Freiburg cũng mới có được chiến thắng 2-1 trước Mai 05 ở vòng đấu trước, cùng với 5 chiến thắng, 2 hòa và 1 thua như Union Berlin. Freiburg hiện đang bay cao ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ thua người hàng xóm Hertha về hiệu số mà thôi. Hàng công của Freiburg đã ghi được 12 bàn và để thủng lưới 6. Con số bàn thắng của Freiburg không thật sự quá ấn tượng nhưng là đủ để họ có vị trí hiện tại. Freiburg cũng đã thắng 4 trên 5 kèo gần nhất. Với 5 trận đấu này, có 3 trận nổ xỉu và 2 trận nổ tài. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2,75. Với hàng công đang có phong độ tốt của Freiburg và hàng thủ không được đánh giá quá cao của Hertha, việc cả hai đội cùng nhau ghi được trên hai bàn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, kèo tài là một lựa chọn hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là Freiburg chấp 0,25. Với chênh lệch về mặt phong độ như hiện tại, Freiburg chắc chắn là đội có nhiều khả năng giành được 3 điểm và họ cũng là người xứng đáng để chúng ta đặt chọn niềm tin. Dự đoán Hertha Berlin 1-2 Freiburg.